Vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay em lại lên sóng khai xuân điều hòa cho các bác đây. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một sản phẩm điều hòa Daikin. Sản phẩm điều hòa Daikin các bác nhé. Daikin đời cao đây, GA32. Những đời cao ngất ngưởng của Daikin. Thì khai xuân như tất cả các món đồ thì nhà em đều bán coi như một cách ưu ái nhất cho các bác. Mà vào vụ này thì các bác yên tâm mua những dòng sản phẩm này thì cũng lựa chọn khá là vất vả. Thì cũng tránh làm phiền thời gian của các bác, em xin đi vào chi tiết sản phẩm để bán cho các bác đây. Bác nào có về nhà mới hay có nhu cầu lắp đặt điều hòa thì lắp sớm đi, vào vụ nắng thì lại nắng nóng rồi lúc các bác lại không kịp trở tay, và điều hòa giá đội lên là rất là cao. Thì sau đây em xin giới thiệu trước là một con 9000 PTU có mã đây AT22VS6, được sản xuất năm 2018. Được sản xuất ra 2018 các bác nhé. Con này ăn rất là ít điện. Đấy, công suất max của nó lên là 0,57, có nghĩa có 570W thôi. Daikin GA32. Đây các bác, máy thì đã được bên em kiểm tra rồi dọn dẹp rất là kỹ càng, rất là đẹp và mới các bác nhé. Đấy, đã được làm test bo mạch nguyên bản, tất cả các cái bo mạch dàn nóng dàn lạnh là nguyên bản, cam kết là đồng bộ 100% các bác nhé. Daikin này phải đồng bộ 100%. Thì sản phẩm máy 9000 2018 Daikin thì nhà em đang bán là 5,5 triệu cho các bác nhé. 5,5 triệu cho các bác. Đấy, còn sản phẩm đầu máy 12 2014, điện áp 100V. Con này đây nặng 9 kg, mặt lạnh. Còn đây cục nóng này. Đây con máy 12 mà ăn 750W thì các bác nhé. 750W, điện 100. Nếu bác nào quan tâm sản phẩm này thì nhà em đang bán là 6,5 triệu các bác nhé. 6,5 triệu cho máy, chiếc máy 12 Invector 2 chiều của Nhật Bản. Nếu các bác nào mà dùng hàng Nhật rồi thì cứ yên tâm mà dùng thôi. Vừa chống khô da khô họng, lại chạy tiết kiệm điện. Đấy, máy thì lại rất là bền bỉ. Đấy, bác nào quan tâm đến hai sản phẩm điều hòa Daikin 9000 và máy Daikin 12000 thì máy 9000 thì chúng ta có thể lắp cho phòng từ 9 đến 12 m2, và máy 12000 thì chúng ta lắp từ 12 đến 18 m2 các bác nhé, chạy cho nó chuẩn tầng 1. Đấy. Máy sẽ được bao gồm cùng tôn khiển và tôn và khiển các bác nhé. Đấy. Bác nào ở xa thì đặt cọc em ship lên tận nơi cho. Nó bác nào gần có thể mua trực tiếp về nhà mình lắp sản phẩm. Sản phẩm rất là ok và chất lượng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Shop nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Nguyên. Bác nào có nhu cầu nhấc máy điện thoại alo 0972919190. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Nhà em chuyên các đồ gia dụng Nhật Bản. Đây các bác, đây là dàn Daikin. Còn đâu Pala nhà em cũng đang dọn lên cho các bác.